Vụ salon tóc 1900 bị tố, biển thủ 650 bộ tóc, lãnh đạo quỹ Ngày Mai Tươi Sáng lên tiếng. Tiệm tóc nổi tiếng ở Hà Nội bất ngờ bị các tài khoản Facebook phốt vì cho rằng chủ tiệm đến trao 50 bộ tóc nhưng nhận về 700 bộ tóc của người hiến. Lãnh đạo quỹ Ngày Mai Tươi Sáng đã chính thức lên tiếng vụ việc. Liên quan đến vụ việc tiệm tóc nổi tiếng ở Hà Nội bị tố ăn chặn tóc của bệnh nhân ung thư, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Bá Tĩnh, trưởng phòng CTXH Bệnh viện K, phó giám đốc quỹ Ngày Mai Tươi Sáng khẳng định những thông tin đăng tải trên mạng xã hội là sai sự thật. Bác sĩ Tĩnh cho biết, ngày 11 tháng 6, quỹ Ngày Mai Tươi Sáng tổ chức chương trình tóc cho người bệnh ung thư tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh và Bệnh viện Ung bướu Bắc Giang. Tiệm tóc 1900 Hair Salon là đối tác đồng hành cùng quỹ trong 2 năm qua và có tham dự chương trình. Tại chương trình, quỹ đã trao tặng 50 bộ tóc giả cho bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh và 50 bộ tóc cho Bệnh viện Ung bướu Bắc Giang. Ngoài ra, chương trình cũng nhận được 703 bộ tóc do người dân hiến tặng. Toàn bộ số tóc này đang được Phòng Công tác Xã hội của Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh quản lý và sẽ bàn giao lại cho quỹ trong thời gian tới. Bài đăng tố tiệm tóc ăn chặn nhận được lượt tương tác khủng trên mạng xã hội. Toàn bộ số tóc gửi tặng cho bệnh nhân ung thư là tóc của quỹ, không phải của tiệm 1900 Hair Salon. Thạc sĩ, bác sĩ Tĩnh nói. Cũng theo thạc sĩ, bác sĩ Tĩnh, ông cũng là người trực tiếp có mặt tại chương trình. Đây là chương trình thường xuyên được quỹ Ngày Mai Tươi Sáng tổ chức. Từ trước đến nay, chương trình đã trao khoảng 1.400 bộ cho bệnh nhân ung thư ở Bệnh viện K, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc. Anh Chiến tham gia chương trình tặng tóc tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh ngày 11 tháng 6. Tiệm tóc 1900 Hair Salon là đối tác đồng hành cùng quỹ từ những ngày đầu tổ chức chương trình. Đến nay, tiệm đã hỗ trợ, đóng góp cho quỹ là 329 triệu đồng cùng với gần 200 bộ tóc giả để tặng cho bệnh nhân ung thư. Phó Giám đốc quỹ Ngày Mai Tươi Sáng nói, theo vị lãnh đạo, sau khi cắt và nhận tóc từ người hiến, toàn bộ tóc sẽ để lại các bệnh viện. Bệnh viện sẽ tổng hợp lại và gửi về quỹ, quỹ sẽ gửi cho công ty sản xuất tóc và tạo thành tóc giả thành phẩm. Quỹ cũng không gửi lại tóc cho bất kỳ tiệm tóc nào. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Bá Tĩnh, ở giữa, cùng tham dự chương trình tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh ngày 11 tháng 6, quỹ Ngày Mai Tươi Sáng, 703 bộ tóc được người dân hiến tặng ở Bắc Ninh sẽ không sản xuất thành 703 bộ tóc giả được. Trung bình khoảng 2 lạng tóc sẽ sản xuất được một bộ tóc thành phẩm, tương đương với 3-4 người. Tóc nhuộm, gãy công ty sẽ phải nhuộm lại. Vì vậy, thông tin đăng tải tiệm tóc 1900 Hair Salon ăn chặn là hoàn toàn sai lệch, vị bác sĩ cho hay. Mạng xã hội cũng xuất hiện những bình luận cho rằng không nên tiếp tục hiến tóc vì không biết tóc người hiến sẽ đi về đâu. Về điều này, thạc sĩ, bác sĩ Tĩnh chia sẻ, tôi hy vọng việc hiến tóc sẽ tiếp tục được lan tỏa để hỗ trợ cho bệnh nhân ung thư. Quỹ làm việc rất minh bạch, không có chuyện nhập nhằng trong việc trao tặng tóc cho bệnh nhân ung thư. Trước đó, mạng xã hội xôn xao vụ việc một tiệm tóc nổi tiếng bị tố vì liên quan đến việc từ thiện hiến tóc cho bệnh nhân ung thư. Theo đó, một tài khoản có tên PN đăng tải dòng trạng thái, lần sau chương trình từ thiện có 1900 Hair Salon thì không có PN và anh em câu lạc bộ cắt tóc thiện nguyện Bắc Ninh. Phía dưới bình luận, nhiều tài khoản cho rằng chủ tiệm tóc 1900 Hair Salon đã tham gia hoạt động từ thiện ở Bắc Ninh và trao tặng 50 bộ tóc giả làm từ tóc thật. Tuy nhiên, chủ tiệm đã nhận lại 700 bộ tóc của người dân tình nguyện hiến cho bệnh nhân ung thư trong chương trình đó.